Dạ vâng, Sành Đồ xin được kính chào quý anh chị. Chúc quý anh chị có một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Ngày hôm nay thì Sành Đồ xin phép được giới thiệu đến toàn thể quý anh chị những mã áo khoác gió hiện đang có mặt tại nhà Sành Đồ đồng giá là 350.000 một chiếc và đã bao gồm phí ship. Quý anh chị chúng ta ước mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để được tư vấn và hỗ trợ đặt hàng. Thời gian làm việc của nhà Sành Đồ là từ 8 giờ sáng đến 23 giờ tối, trừ khoảng 1-2 tiếng thời gian nghỉ trưa. Và ngay bây giờ sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên chúng ta sẽ làm một chiếc áo khoác gió này. Con này sẽ là một sản phẩm có cái tông màu là màu xanh than. Đó, người ta thiết kế cũng tương đối là đẹp mắt. Quý chị có thể thấy là ở đây chúng ta có những cái hàng cúc kim loại rất là xịn sò. Bên trên thì có thêm thêu, bên trên thì có dập tên của thương hiệu. Ở đây sẽ là một chiếc áo của nhà Decente. Đó, có thể cho quý chị chúng ta xem ở phần bên trong này. Đó, phần bên trong sẽ là một cái chất liệu gió hai lớp rất là dày dặn và có thêm cái phần lót cho mình. Nói chung đây sẽ là một em áo khoác gió dày dặn cho quý chị có thể sử dụng trong mùa thu đông năm nay, cực kỳ dày dặn luôn. Đây bên trong này, lót các thứ rất là cẩn thận, tag mark vẫn còn nguyên cho quý anh chị luôn, một sản phẩm của nhà Decente. Đó, con này thiết kế lên form dáng cũng khá là xinh. Ở phần trên này chúng ta sẽ có cái phần khóa này. Đó, phần khóa nó sẽ đến giữa ngực như này, nó qua ngang ngực như này. Đó, nói chung rất là hay, thiết kế cực kỳ đẹp. Dưới đây thì chúng ta sẽ có thiết kế túi chéo này, thiết kế túi có khóa luôn. Quý chị chúng ta yên tâm là đựng đồ sẽ không sợ bị rơi. Mà đằng sau thì sẽ là cái form dáng xuôi như này. Đó, form dáng rất là gọn gàng cho quý chị. Lai áo sẽ là được bo chun rất là cẩn thận. Nói chung là form dáng rất là đơn giản nhẹ nhàng mà cực kỳ gọn gàng luôn. Mã sẽ là 3A704, chiều dài là 66 này, ngang là 56. Em này thì có size là size M. Quý chị chúng ta khoảng 65kg, xung quanh 65kg mặc em này cực kỳ đẹp luôn. Đó, cái màu này sẽ là một cái màu quý chị phối đồ rất là ok. Đó, lên form dáng rất là gọn gàng cho mình. Mã là A704. Rồi sản phẩm tiếp theo sẽ là một chiếc áo khoác gió của nhà Converse. Đây, chúng ta còn nguyên tác của Converse ở bên trên như này. Đó, màu sắc là màu đen, chúng ta hoàn toàn có thể là mặc hàng ngày được. Nói chung cái màu đen này sẽ là một cái màu phối đồ rất là dễ. Ở trước này thì sẽ là một sản phẩm còn khá là mới. Đây quý chị có thể thấy này, đó còn khá là mới. Mã của sản phẩm sẽ là mã A705, chiều dài là 71 và ngang sẽ là 61, con này khoảng size L. Quý chị chúng ta 65-70kg mặc rất là ok. Chất liệu sẽ là cái chất liệu của gió tương đối là dày dặn. Phía bên trong chúng ta có một cái lớp lưới này, yên tâm về độ chắn gió chống bụi của nó rất là ok và độ bền còn rất là cao. Thì trên ngực áo chúng ta có cái phần thêu logo của thương hiệu này, nói chung rất là đẹp rồi. Đó, mã sẽ là A705. Tiếp theo chúng ta sẽ có một chiếc khoác gió màu xanh than. Đây sẽ là một cái phối màu rất là đẹp của nhà Puma này. Chúng ta có cái phần thêu phần in logo thương hiệu của Puma ở trên ngực áo này. Nói chung cái phối màu này sẽ là một cái phối màu rất là dễ dùng cho quý anh chị, vẫn đảm bảo là mặc lên rất là trẻ trung cho mình. Đó, bên trong sẽ là cái thiết kế lót bông như này, nói chung là mặc cũng rất là ấm. Đó, cái phần khóa của nó chỉ là cái phần khóa cổ thôi. Đó, mặc chúng ta mặc như một chiếc áo thun luôn. Nó là áo gió nhưng mà mặc như áo thun luôn. Chúng ta sẽ có cái phần cổ như này thôi. Chất liệu sẽ là chất liệu gió hai lớp, bên trong lót nỉ như này, mặc rất là ấm. Yên tâm là độ mới còn khá là cao. Đây quý chị có thể thấy này, chất liệu gió rất là mềm mịn, đảm bảo mặc rất là thoải mái luôn. Một con hàng chính hãng của nhà Puma, chúng ta vẫn còn tag mark đầy đủ của Puma như này. Mã sẽ là mã A706 này, chiều dài 64 và chiều ngang là 51. Quý chị chúng ta khoảng 60-65kg mặc em này sẽ rất là đẹp. Đó, lên màu form dáng rất là trẻ trung cho mình. Phối màu của họ rất là đẹp luôn. Một con hàng của nhà Puma. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một con màu xanh than này. Lại là một con màu xanh than của nhà Decente. Con này cũng là một cái con form dáng tương đối là dễ mặc, dễ dùng. Đó, cái form rất là rộng rãi, thoải mái như thế này. Mã sẽ là mã A707, chiều dài là 68 này, ngang là 55 và vai là 45. Con này chúng ta có cái phần in tên cũng như là logo của thương hiệu ở phía bên trên ngực áo như này. Chất liệu sẽ là cái chất liệu gió một lớp thôi, chất liệu gió một lớp nhưng mà vẫn đảm bảo cho quý chị là chúng ta vẫn chắn gió chống bụi rất là tốt. Ở phần tag trên này của chúng ta thì đã bị xé mất rồi nhưng mà không sao cả, yên tâm là vẫn con hàng này vẫn còn khá là mới, cũng rất là ok cho quý chị có thể lựa chọn mặc trong cái mùa thu đông, tiết trời nó hơi xe lạnh thì lựa chọn em này rất là ok. Mã là A707. Đó, một con hàng màu xanh than full như này của nhà Decente. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con khoác gió màu mận này, cũng là một sản phẩm của nhà Decente luôn. Đây chúng ta vẫn còn nguyên tác này. Con này thì sẽ có mã là A708, chiều dài là 65 này, ngang 61 và vai là 55. Con này thì chúng ta khoảng 60-65kg mặc rất là ok. Màu này cũng là một cái màu mặc lên rất là nhã nhặn. Đó, quý chị có thể thấy là cái màu này mặc lên vừa nổi mà nó lại vừa nhẹ nhàng thôi, nó cũng không
quá là khó để phối đồ. Đó, phần lai áo thì được bo chun rất là đẹp. Nói chung là cái chun còn khá là mới. Đó, thiết kế của em này trông khá là form dáng, khá là nhẹ nhàng, lịch sự cho mình. Chất liệu thì là cái chất liệu gió rất là dày dặn, hai lớp này, bên trong có thêm một cái lớp vải như này. Nói chung là rất là mềm mịn mà cực kỳ thích luôn. Đó, khóa còn rất là trơn tru mượt mà. Form dáng là một cái form rất là đẹp, quý chị chúng ta không nên bỏ qua em này một tí nào, vì nó rất là đẹp từ màu sắc, chất liệu đến cái form dáng cực kỳ ok cho mình luôn. Mã là A708, một sản phẩm chính hãng của nhà Descente. Đó, cái form của họ làm rất là đẹp luôn. Tiếp theo này chúng ta sẽ có một con, lại là một con màu xanh đen. Con này thì là một con của Choy Boy. Đó, Choy Boy này, cái cổ của nó sẽ là thiết kế cổ sơ mi. Khóa này, khóa sẽ là cái khóa kim loại rất là xịn sò cho mình. Yên tâm với những cái thiết kế khóa như này thì không bao giờ là sợ hỏng. Phần ngực áo thì có thêu tên thương hiệu này. Chiếc này cũng là một cái chiếc form dáng tương đối là đơn giản nhẹ nhàng cho quý anh chị có thể lựa chọn mặc hàng ngày. Đó, phối đồ các thứ rất là ok luôn. Quý anh chị chúng ta mặc có thể là mặc áo thun bên trong nữa là vừa hay là được đủ rồi. Chất liệu khá là dày dặn, mặc đảm bảo là chống gió chắn bụi. Đó, độ bền rất là cao. Và yên tâm là con này còn rất là mới, độ mới phải khoảng là 95-96%, đó rất là ok luôn, form dáng cực kỳ đẹp. Đó, phần lai áo cũng đã được bo chun cẩn thận cho quý chị. Mã là A709, chiều dài là 63 và chiều ngang là 59, size M quý chị khoảng xung quanh 65kg, mặc em này cực đẹp luôn. Đó, màu này cũng là cái màu quý chị yên tâm là phối đồ rất là dễ dàng. Tiếp theo chúng ta có một con vô cùng mới này, một con rất là mới luôn. Màu sắc sẽ là một cái màu xanh đá như này. Nói chung rất là đẹp, con này sẽ có cái thiết kế mũ ở đằng sau này. Quý anh chị chúng ta lật cái miếng dán lên có thể lấy mũ ra dùng được. Trong cái tiết trời mùa đông lạnh đi ngoài đường thì chúng ta có thể sử dụng mũ để bảo vệ, để giữ ấm cho phần tai, phần đầu. Đó, con này sẽ có mã là A710, chiều dài là 75, này ngang là 60 và vai là 52, khoảng 65-70kg. Quý anh chị mặc con này cũng rất là đẹp. Chất liệu sẽ là cái chất liệu gió dày dặn, hai lớp như này, có cái phần lưới như này thì yên tâm là mặc rất thoải mái và độ chắn gió giữ ấm rất là tốt luôn. Đó, em này cực kỳ đẹp luôn, quý chị chúng ta không nên bỏ qua em này một tí nào, có thể hoàn toàn đặt niềm tin với em này, đảm bảo nhận hàng về quý chị sẽ rất là thích luôn. Đó, con này sẽ là một con của Comfort Line. Một con của Comfort Line đảm bảo là mặc cực kỳ thoải mái này, lên form dáng vô cùng trẻ trung cho mình và có thể sử dụng trong rất nhiều các cái trường hợp khác nhau, hoàn toàn có thể là lựa em này. Đó, mặc hàng ngày chúng ta đi ra ngoài lấy bộ em áo khoác này đi ra ngoài cũng rất là ok luôn. Đó là A710. Tiếp theo chúng ta sẽ có một con của áo đen này, một con áo đen của Swag. Có một con đen, full đen như này, có thêm một cái họa tiết, có thêm một cái họa tiết ở bên trên như này thôi. Đó, tên thương hiệu. Con này cũng là một cái sản phẩm tương đối là form dáng tương đối là rộng rãi thoải mái. Phía đằng sau này chúng ta có cái phần dòng, có cái dòng chữ như này. Đó, một sản phẩm tương đối là rộng rãi thoải mái cho quý chị. Nói chung là cái màu đen là một cái màu quý chị chúng ta rất là ưa chuộng vì cái độ sử dụng của nó rất là dễ dàng, hoàn toàn là có thể phối được với đa dạng các trang phục khác nhau. Mã là A711, chiều dài là 76 này, ngang là 62 và vai là 51. Quý chị chúng ta có 70-75kg mà cái này cực kỳ đẹp luôn. Đó, form dáng sẽ là một cái form rộng rãi thoải mái như này. Chất liệu sẽ là cái chất liệu vải. Đó, chất liệu vải cốt tông hay là vải polyester gì đó, nói chung là rất là dày dặn. Đó, cực kỳ dày dặn luôn, rất là cứng cáp, đứng form cho quý chị. Nhận hàng em này về quý chị đảm bảo chữ rất là ưng. Mã là A711. Đó, rất là đẹp luôn. Tiếp theo này chúng ta sẽ có một con của Brocket. Một con của Brocket, con này sẽ là một cái phối kiểu form dáng rất là thể thao. Phối này, nói chung là họ phối màu cho quý chị rất là đẹp, lên rất là dễ mặc luôn. Và đằng sau này nói chung là trông rất thể thao. Phần đường vai cho đến tay thì có cái đường người ta in các tên thương hiệu ở bên trên như thế này. Đó, phần ngực áo cũng là phần thêu tên Brocket. Con này sẽ có mã là A712, chiều dài sẽ là 69, ngang là 56. Con này quý anh chị chúng ta khoảng 65, xung quanh 60-65kg mặc sẽ rất là ok. Đó, chất liệu cũng là cái chất liệu rất là dày dặn, bên trong là lớp nỉ như này, đảm bảo mặc rất là ấm luôn. Form dáng thể thao, dễ mặc, dễ dùng. Đó, tiếp theo chúng ta sẽ có một, đây là một con của đen này. Đó, đây sẽ là một con màu đen thiết kế rất là lịch sự nhã nhặn. Quý chị có thể thấy cái phần cổ áo này họ làm rất là đẹp luôn. Và con này còn rất là mới. Đó, quý chị chúng ta đừng nên bỏ qua những cái sản phẩm như này. Độ mới còn rất là cao và cái thiết kế vô cùng nhã nhặn lịch sự như này.
đó, mặc hoàn toàn là có thể mặc trong cái tiết trời mùa thu xe xe lạnh rất là đẹp, nên cực kỳ lịch sự cho quý anh chị luôn. Và cái con này sẽ là một cái màu đen, tông màu này thì chúng ta có thể phối hợp với các trang phục quần áo phụ kiện rất là đơn giản dễ dàng, form dáng lên cho mình là một cái form rộng rãi mặc cực kỳ thoải mái luôn. Mã là A713, chiều dài là 69 này, ngang là 58 và vai là 53. Quý anh chị chúng ta khoảng 65-70kg mặc em này sẽ là đẹp nhất luôn đó, cực kỳ ok. Tiếp theo chúng ta sẽ có một con màu xanh than, một con màu xanh than của nhà Grand Slam đó, chúng ta có tag ở phần áo như này đó, logo thương hiệu sẽ là hình ảnh một con chim cánh cụt đó, full màu xanh than như này, nói chung cũng rất là dễ mặc dễ dùng, form dáng cũng là một cái form vô cùng là rộng rãi thoải mái cho mình đó. Chất liệu gió hai lớp, dày dặn bên trong có thêm một lớp vải như này rất là mềm mịn, quý chị yên tâm là mặc vô cùng thoải mái. Mã là A714, chiều dài là 66 và ngang là 59. Con này thì quý chị chúng ta khoảng 65-70kg mặc rất là ok, cực kỳ đẹp luôn, form dáng lên cho mình một cái form rất là dễ mặc dễ dùng, thuận tiện trong các cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày, mặc rất là thoải mái. Tiếp theo này chúng ta sẽ có một con màu xanh rêu lên form dáng kiểu bomber như này đó, cổ này rất là đẹp luôn, chất liệu cũng là cái chất liệu rất là mềm mịn, mặc rất là thoải mái, khóa cũng là khóa kim loại vô cùng là xịn sò như này, chất liệu hai lớp này, bên trong có thêm một lớp vải, dưới đây thì chúng ta có phần khóa này, khóa thì có thêm một cái cúc bấm cho quý anh chị chúng ta có thể là đựng đồ không sợ bị rơi. Phần tay áo thì cũng có thiết kế túi luôn, túi có khóa đầy đủ. Nói chung con này là một con thiết kế tương đối là tỉ mỉ. Lai áo thì cũng được bo chun rất là gọn gàng rồi. Mã là A715, chiều dài là 67, ngang là 60 và vai là 62. Vì chị chúng ta thích con này thì có thể là liên hệ đặt hàng. Đó, màu sắc lên cũng rất là trẻ trung cho mình. Mã là A715. Tiếp theo chúng ta có một con màu kem này, con này lên form dáng cũng rất là trẻ trung, con này ngoài các anh thì các chị chúng ta hoàn toàn có thể bon cho em này. Màu sắc của em này là một cái màu rất là tươi tắn, trẻ trung cho quý chị, một sản phẩm đến từ nhà Dunlop. Đây chúng ta có cái phần thêu tên thương hiệu ở bên trên ngực áo như này. Nói chung đây là một sản phẩm rất là ok, chất liệu cũng là cái chất liệu gió tương đối là mềm mịn, đảm bảo là chắn gió, chống bụi, giữ ấm cũng rất là tốt. Mã của sản phẩm sẽ là A716, chiều dài là 66 và ngang là 53. Quý chị chúng ta khoảng xung quanh 60-65kg mặc sẽ rất là ok, có lên một cái màu sắc rất là tươi tắn trẻ trung như này. Mặt đằng sau này đó, mặt đằng sau cũng có thêu tên của thương hiệu luôn, mã là A716. Rồi tiếp theo chúng ta lại có một sản phẩm của nhà Dunlop tiếp này. Con này sẽ là một con lên màu tím than. Đó, một con màu tím than, cũng là Dunlop này, mặt đằng sau này có thêm một cái thiết kế mũ cho quý anh chị đó. Quý anh chị cần dùng mũ thì mở cái cúc này ra là có thể lấy được, còn nếu không thì mình để như này trong con áo rất là gọn gàng. Đó, phía đằng trước này form dáng sẽ là một cái form rất là rộng rãi thoải mái cho quý anh chị. Phần lai áo thì được bo chun vô cùng là gọn gàng như thế này, khóa kéo còn rất là trơn tru. Đằng trong này chúng ta có một cái tag siêu xịn của nhà Dunlop. Đó, nói chung con áo này cũng là một sản phẩm quý anh chị hoàn toàn có thể lựa chọn để mặc hàng ngày trong cái mùa thu đông năm nay. Mã sẽ là A717, chiều dài là 69 này, ngang là 57 và vai là 46. Quý anh chị chúng ta khoảng 65-70kg mặc em này sẽ rất là ok, cực kỳ đẹp luôn. Những sản phẩm này chúng ta mặc lên người sẽ đẹp hơn là dơ lên như này. Đó, vì mình không thể thấy rõ được cái form dáng khi mà lên người như nào. Nói chung chất liệu các thứ thì rất là ok rồi. Mã là A717. Tiếp theo chúng ta sẽ có một con màu xanh than, lại là một sản phẩm của nhà Dunlop. Đó, lại là một sản phẩm của nhà Dunlop. Họa tiết in trên áo rất là đẹp, nó là cái thiết kế kiểu quả chám như này. Đó, vải nó hơi bóng một chút, nói chung rất là ok. Cảm quan đầu tiên khi mà cầm ấm này đó là cái độ mềm mịn của chất vải. Đó, mặc đảm bảo là rất thoải mái luôn. Và cái độ giữ ấm của nó rất là tốt vì bên trong có thêm một lớp nịt bông như này. Đó, rất là ấm. Mã sẽ là A718, chiều dài sẽ là 69 này, ngang là 60 và vai là 51. Ví chị chúng ta khoảng 65-70kg hoặc em này sẽ rất là ok. Đó, cái form dáng rất rộng rãi thoải mái cho mình, mặt đằng sau sẽ là trơn như này. Đó, form dáng rất là ok. Và yên tâm là chất liệu cũng như màu sắc sẽ là một cái sản phẩm chúng ta có thể lựa chọn mặc hàng ngày, kết hợp với cả quần áo trong phụ kiện khác cũng rất là đơn giản, dễ dàng cho mình. Mã A718. Tiếp theo thì sẽ là một sản phẩm của nhà Converse. Đây, một sản phẩm của Converse All Star. Phía đằng sau sẽ là có cái chữ All Star như này. Đó, thiết kế nó sẽ là cái thiết kế phối đen trắng, rất là đơn giản, dễ mặc, dễ dùng, basic thôi. Chất liệu cũng là chất liệu gió hai lớp, bên trong có thêm một lớp lưới mặc cũng đảm bảo đủ cái độ giữ ấm cũng như chắn gió, chắn bụi cho mình cũng rất là tốt. Mã của em này sẽ là mã A719, chiều dài là 67 này, ngang là 57 và vai là 56. Quý chị chúng ta khoảng 6 năm, xung quanh 6 năm kg mặc em này sẽ rất là ok.
Rồi, sản phẩm tiếp theo của chúng ta sẽ là một chiếc áo của nhà Babylat. À, đây sẽ là một sản phẩm của Babolat. Đó, Babolat. Chúng ta vẫn còn tag ở bên trên. Đó, sản phẩm này thì sẽ là một cái chất liệu tương đối là mỏng nhẹ thôi, nó sẽ là một lớp, nói chung là khá mỏng. Quý chị chúng ta có thể lựa chọn em này mặc khoác ngoài trong cái tiết trời nó hơi se lạnh một chút thì chúng ta có thể lựa chọn em này. Đó, form dáng của nó sẽ là một cái form dáng rất là thể thao. Đó, nhìn form dáng tương đối thể thao, đơn giản, dễ mặc, dễ dùng. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ để đặt hàng. Mã là A720, chiều dài là 62 và ngang là 52. Nói chung cũng tương đối là ok. Thiết kế đơn giản, dễ dùng thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một sản phẩm áo khoác gió của nhà Wilson. Chúng ta có một cái tag của Wilson ở bên trong như này. Đó, nói chung cũng rất là đẹp. Form dáng thì sẽ là một cái form rất là dễ mặc, nó cũng khá là rộng rãi. Màu sắc thì sẽ là một cái màu xanh than, phối thêm những cái đường họa tiết kẻ trắng như này. Nói chung một con áo cũng tương đối là ok rồi. Chất liệu sẽ là cái chất liệu tương đối là ổn. Hai lớp giấy dặn, bên trong thì có thêm một cái lớp lót như này. Đó, nói chung là để nói về những sản phẩm gió thì ưu tiên của nó sẽ là cái chất liệu mềm mịn và mặc lên cho mình rất là thoải mái, dễ chịu. Đó, mã sẽ là A721, chiều dài là 67, ngang là 56 và vai 50. Quý chị khoảng xung quanh 60-63kg mặc rất là ok em này. Con này thì chúng ta sẽ hơi có một cái vết bẩn nho nhỏ nhưng mà không thể nhìn thấy rõ được. Đó, đây không biết quý chị chúng ta có thể thấy được cái vết bẩn nho nhỏ ở đây không? Rất là bé thôi. Đó, quý chị chúng ta bỏ qua được thì có thể lựa chọn em này. Chất liệu rất là mềm mịn, mặc cực kỳ dễ chịu luôn. Rồi sản phẩm tiếp theo sẽ... Rồi sản phẩm này sẽ là một thiết kế phun đen này, chất liệu sẽ là chất liệu gió hai lớp, bên trong có thêm một lớp lưới đảm bảo cho mình cái độ giữ ẩm cũng còn khá là tốt. Đó, màu phun đen lạnh như thế này thì chúng ta mặc rất là đơn giản nhẹ nhàng. Mã của sản phẩm sẽ là mã A722, chiều dài là 76 này, ngang là 63 và vai là 53. Quý chị chúng ta khoảng 65-70kg mặc em này rất là ok. Đó, nói chung form dáng rất là đơn giản nhẹ nhàng, basic, quý chị chúng ta có thể sử dụng mặc hàng ngày, rất là ok luôn. Một sản phẩm chính hãng nhà Renoma, mã là A722. Tiếp theo chúng ta có một sản phẩm áo khoác gió đen này. Con này cũng là một con phun đen, nó chung form dáng tương đối là đơn giản, basic, không có gì nhiều để bàn vì nó cũng chẳng có họa tiết gì cả. Phần mũ sẽ là một cái mũ rất là to rộng như này, quý chị có thể lựa chọn để mặc đi ngoài đường, chắn gió, chắn bụi rất là ok. Và có cái mũ này thì đảm bảo là giữ ấm cho phần đầu, phần tai rất là tốt. Mã là A723, chiều dài là 61, ngang là 53 và vai là 47. Quý chị chúng ta khoảng xung quanh 60kg mặc em này sẽ ok hơn. Đó, khoảng 55-60kg mặc em này sẽ rất là đẹp. Mã là A723. Rồi sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay thì sẽ là một chiếc áo gió màu xanh than như thế này. Đó, thiết kế của em này tương đối hay này. Nó sẽ là cái thiết kế có cúc, cúc sẽ là cái cúc bật như này, nói chung là rất là thuận tiện cho quý anh chị trong cái quá trình sử dụng. Mã của em nó sẽ là mã A724, chiều dài là 72 này, ngang là 59. Và sản phẩm này sẽ có size là size L. Cái phần in đằng sau nó có thể là hơi bị bung một chút thì phải. Đó, nó sẽ hơi có cái phần bung ở các cái phần đầu như này, nhưng mà nói chung là cũng không sao. Quý chị chúng ta vẫn ok, vẫn chấp nhận thì có thể lựa chọn em này. Mã là A724. Đó, con này thì quý chị khoảng xung quanh 65-70kg mặc sẽ rất là ok. Màu sắc sẽ là một cái màu rất là dễ mặc, dễ dùng. Form dáng cũng là một cái form tương đối là gọn gàng cho mình có thể lựa chọn để mặc hàng ngày. Mã A724. Đó, đây sẽ là cái sản phẩm mà kết thúc buổi live ngày hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn quý anh chị chúng ta đã theo dõi cái buổi live ngày hôm nay đến những giây phút cuối cùng. Xin được kính chúc quý anh chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Và đừng quên ủng hộ Nhà Sành Đồ Si bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là ấn thêm nút chuông thông báo để khi Nhà Sành Đồ Si ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý anh chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những phiên live tiếp theo.